con là Phó tế Đa Minh Nguyễn Thanh Quang. Con xin kính chúc cho Sơ Maria Thu Trang trong ngày lễ vĩnh khấn của Sơ được thật nhiều hồng phúc cho Sơ, cho gia đình Sơ, cho ông bà cố, cho nguồn gốc của những yêu thương mà khi ông bà cố có Sơ từ những ngày còn nhỏ, qua sự nuôi nấng trong gia đình và sự dạy dỗ của giáo hội. Và ngày nay Sơ trở thành một hạt giống nảy nở, trở thành những bông hoa thật đẹp cho giáo hội. Và cái ngày khi Sơ nhận lễ vĩnh khấn để dâng cả cuộc đời Sơ cho Thiên Chúa, cho giáo hội, Sơ đã trở nên một tấm gương cho tất cả mọi người công giáo, cho bản thân của con. Khi con nhìn nơi Sơ một tấm gương hy sinh, nhìn nơi các Sơ nói chung và Sơ Trang nói riêng, tấm gương khiêm nhường và hy sinh, con xin một lần nữa kính chúc Sơ và gia đình được Thiên Chúa ban thật nhiều hồng ân, và xin Thiên Chúa gìn giữ Sơ và chúc lành cho Sơ mãi mãi trong cuộc đời tận hiến của Sơ. Trước tiên thì chúng tôi chúc mừng Sơ, xin Chúa ban cho tràn đầy cho Sơ, và xin Chúa Kitô là bạn trăm năm của Sơ luôn gìn giữ Sơ như một bông hoa yêu quý của người. Vâng, chúng con là Đỗ Hùng, tổng thư ký của giáo xứ Thánh Giuse tại Charlotte, North Carolina. Hôm nay là ngày trọng đại của Sơ Maria Thu Trang. Chúng con cũng xin có gửi chúc mừng tới Sơ cũng như toàn thể quý dòng. Nguyện cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ thật nhiều hồng ân xuống để ban cho Sơ trong những ngày sắp tới, trong sứ vụ của một người con. Tuy rằng dấp dáng Sơ rất nhỏ bé, nhưng công việc Chúa ban cho Sơ thì thật là không nhỏ bé tí nào. Con xin chúc mừng Sơ, quý nhà dòng, và cầu chúc cho Sơ luôn luôn được thật nhiều hồng ân của Thiên Chúa trong bước đường phục vụ. Hôm nay là ngày vui chung của giáo xứ, ngày Sơ Maria Thu Trang của chúng ta dâng lễ vĩnh khấn và tạ ơn. Chúng con là những anh chị em trong hội đền tạ thánh thể, có lời chúc mừng Sơ. Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn muôn ơn thánh và phúc lành trên Sơ, để Sơ mãi trung thành theo Chúa Kitô và chu toàn sứ vụ Chúa và hội dòng trao phó cho Sơ. Đây quả là một cái niềm vui hồng ân của Thiên Chúa ban cho giáo xứ Thánh Giuse và đặc biệt cho người Việt Nam hải ngoại đã được tham dự một thánh lễ đầu tiên để chứng kiến thấy lễ khấn trọn đời đồng trinh của một nữ tu tại hải ngoại. Và nhân cơ hội này thì cũng cầu chúc Sơ được chọn với những gì mà Sơ đã khấn với Thiên Chúa, và để chọn cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và đem tin mừng đến cho mọi nơi. Một lần nữa xin chúc mừng Sơ và hội dòng Mến Thánh Giá được mà nhiều ơn gọi hơn nữa. Dạ, chúc mừng hồng ân vĩnh khấn Sơ Phạm Thu Trang. Riêng chương trình hân tứ hôn nhân gia đình của chúng con chỉ chúc mừng Sơ rất ngày rất là vui cho giáo xứ và cho tất cả chúng con đây. Chúng con rất là hãnh diện được Sơ chọn nơi này làm bữa tiệc, cái lễ ăn mừng và khấn. Chúng con chẳng biết gì hơn, chỉ biết là chúc mừng Sơ và cầu nguyện thêm cho chúng con, cầu nguyện thêm cho chương trình thăng tiến hôn nhân của chúng con. Vâng, kính chào Sơ. Xin chúc mừng Sơ Thu Trang ngày khấn trọn đời vĩnh khấn. Xin Chúa luôn đồng hành cùng Sơ trên mọi nẻo đường. Nay là ngày vĩnh khấn của Sơ, thì trong bàn của chúng con ở đây thì Liên minh Thánh Tâm của giáo xứ Thánh Giuse cũng hợp lời cầu nguyện để xin Chúa xuống muôn ơn lành cho Sơ, và cùng với Sơ trong tiệc vui ngày hôm nay thì chúng con có tất cả những anh em trong đoàn Liên minh Thánh Tâm cùng với các hội đoàn của giáo xứ trong bữa tiệc hân hoan vui mừng ngày hôm nay, thì để tạ ơn Chúa và mừng cho Sơ và mừng cho nhau. Chúng con xin cảm ơn. Thank you.
Con xin kính chào cha Phêrô, cha Chánh Sư Thánh Giuse. Con kính chào cha Alfonso. Dạ, kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị em ở đây. Con rất là vui khi mà đến giáo xứ này. Ở nhà, ở Việt Nam thì con không tưởng tượng là nó vui như thế này. Dạ, khi mà con đi qua đây thì mọi sự xa lạ, tại lần đầu tiên con đến đây con rất là lo sợ, thật sự là như vậy. Nhưng mà khi con đến, con thấy bầu khí, con đi dự thánh lễ hay là sau giờ lễ, trước giờ thánh lễ, con thấy quý ông bà, cha thì khỏi nói rồi, nhưng mà quý ông bà ở đây rất là thân thiện với chúng con. Con cảm nhận dù là ở ngoài trời mùa đông rất là lạnh, so với nếu như con từ Việt Nam qua con rất là lạnh, nhưng mà con cảm thấy rất là ấm áp. Tại vì chị em của chúng con đến đây một nơi rất là xa lạ, giống như các sơ ở nhà phục vụ giáo xứ thì gần nhà dòng, gần chị em, còn bên đây thì xa xôi. Muốn liên lạc về nhà dòng thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà con cảm thấy là an tâm, rất là ấm áp khi mà được cha cũng như quý ông bà cô bác ở đây tiếp nhận và đón nhận chị em chúng con cảm thấy rất là mát, con rất là vui và rất là an tâm. Con về con sẽ chia sẻ với chị em trong nhà dòng, với bề trên, chị tổng phụ trách và chị em là chúng con sẽ rất là an tâm, rất là vui để cho chị em phục vụ ở đây. Con xin cảm ơn. Thì trước tiên á, xin sơ Mariam Phạm Thị Thu Trang, rồi sơ phó bề trên tổng quyền sơ Trương Thị Phương Dung, sơ Bùi Thị Kim Hồng, sơ Thái Quang Tố Mai. Và chúng con trước tiên là chúng con cho chàng có tay để kính chào của quý sơ và cha, tất cả xin cho chàng có tay. Và hội đồng mục vụ con xin giới thiệu đi lại anh phó chủ tịch là người về mục vụ và phục vụ rất là nổi và rất là nhiệt tình trong cái công tác mục vụ. Rồi anh tổng thư ký của hội đồng mục vụ, hai anh này là con phải nói là hôm nay con chưa bao giờ khen hai anh hết, nhưng mà xin quý anh chị tất cả mọi chúng ta cho hai anh một tràng pháo tay được không ạ? Và để mỗi anh em con sẽ nói một vài câu, và trước tiên á, con xin hội đồng mục vụ xin cảm ơn quý sơ đã tới giáo xứ và tổ chức lễ rất là trọng đại cái ngày tuyên khấn cho sơ Trang. Và chúng con cũng nhìn thấy những gương sáng của các sơ ở trong giáo xứ, các sơ đang làm và sẽ làm, cho nên là chúng con nhìn thấy hết tất cả, cho nên thành thật cảm ơn quý sơ rất nhiều và mong cho ngày dòng mỗi lúc một phát triển. Và bây giờ con xin nhường cho anh phó chủ tịch anh nói một vài câu đi. Vâng, con muốn nói nhiều lắm, những gì con muốn nói bác để bác nói hết rồi, thì con nhường lời cho anh Tony. Con xin chào cha, quý cha, hello Father Alfonso, all the sisters. Con thì luôn luôn là Phật bé, đâm ra là con bị ăn hiếp lắm, mỗi khi mà các bác đẩy một phát là con phải nhận ngay, vì không bao giờ được nói hết, đâm ra là hôm nay thì trước hết thì con xin được chúc mừng cho cha chánh xứ của chúng ta. Ngày hôm nay con mới thực sự lần đầu tiên con chiêm ngưỡng được nguyên một vườn hoa Chúa gửi tới cho giáo xứ Chúa Xe. Xin quý vị cho vườn hoa giáo xứ Chúa Xe một tràng pháo tay được thật thật lớn không ạ? Vì từ nãy đến giờ con nghe ông Thắng nói là sơ Hồng, sơ Phương, rồi sơ Thu Trang và không, còn bây giờ con sẽ dùng một cái danh từ rất là đẹp,
tức là vườn hoa của giáo sư Giuseppe chúng ta hôm nay. Thực sự là chú Văn cho thêm một hồng ân thật là to lớn, tức là sơ Thu Trang. Thì đây cũng là một trong những cái tâm tiền cảm tạ mà con cũng muốn dùng vui với cha, quý sơ. Đặc biệt lần đầu tiên, con mới giống như hồi nãy anh MC nói là con mới để ý tới là dòng mến thân giá cái mơ. Cho nên từ nay thì con cũng sẽ cố gắng con yêu mến dòng thân giá cái mơn và quý sơ nhiều hơn một chút xíu nữa. Và xin chúc mừng cho quý sơ đã có một chị em ngày hôm nay được chúa ban cho một hồng ân rất là to lớn. Và xin cảm ơn các sơ rất nhiều đã luôn luôn dấn thân phục vụ cho giáo sư Thúc Xe. Và xin chúa chúc lành cho công việc làm của các sơ rất thật nhiều. Kính thưa cha, good evening, Father Alfonso. It's so good to see you today. Thank you. Yes. Kính thưa thầy Sáu, sơ phó tổng bề trên, quý sơ và cộng đoàn giáo sứ Thánh Giuse, con xin đại diện cho hội đồng tài chính hân hoan chúc mừng sơ Maria Phạm Thị Thu Trang được đón nhận hồng ân tuyên khấn trọn đời. Chúng con xin chúc mừng bà cố, gia đình sơ và hội đồng mấy thánh giá cai mốn. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúng con cầu chúc sơ luôn được tràn đầy hồng ân Chúa và trung thành với ơn gọi. Có hay cảm ơn quý cha và quý sơ. Anh trưởng ban hội đồng tài chính của chúng con ấy, anh ấy khiêm tốn lời nói lắm. Thứ nhất là nói tiếng Việt nữa, mà hôm nay là tập nguyên một tháng nay. Chúng con nói là bây giờ một là anh nói đại diện cho hội đồng để mà chúc mừng sơ, đặc biệt là sơ Thu Trang và nhà dòng. Hay là anh muốn hát? Anh chọn cái nào? Chúng em hát hay là anh nói? Hay là bây giờ anh hát chúng em nói? Cuối cùng anh ấy chọn để nói. Và hôm nay cũng là một ngày rất là hồng phúc cho nhà dòng Mến Thân Giá Cái Mơn và hội đồng tài chính chúng con. Xin góp một bài hát giúp vui văn nghệ. Cái này là bài thánh ca. Thế nên khi quý cha, quý sơ và quý vị mà nghe thì cứ nghĩ là đây là hát cho thánh nghe nhé. Vâng, chúng con xin gửi đến và đặc biệt cho sơ Thu Trang một nhạc phẩm bài tựa đề là Lắng Bên Lòng Chúa. Anh Bảo ơi, tí nữa nhạc theo chúng em nhé. Cái bài hát này, cái lời rất là tâm tình và cũng hợp với ngày trọng đại khấn trọn đời của sơ. Thì hy vọng sơ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe cho chọn hết con đường tình mà sơ đã hứa buổi sáng hôm nay. Không có ký. Thank you.
chưa luôn ở bên đỡ nắng tháng ngày, mà sao con vô tâm bồi đứa lỡ quên tình Chúa. Nguyện xin Chúa vui xuống cùng đời con Chúa, vì con sống vẫn vui dâng con tháng ngày.
Kính thưa các họ đoàn đã có mặt tối hôm nay để chia sẻ niềm vui thắng chọn của Sơ Trang. Đoàn thiếu nhi chúng con chúc Sơ Trang một ngày thắng chọn vui vẻ, nhiều kỷ niệm và nhiều hồng ân Thiên Chúa đổ xuống cho Sơ. Đoàn chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho các Sơ để các Sơ tiếp tục sống một cuộc sống đời hy sinh và phục vụ cho Chúa. So just to kind of translate, Father Alfonso, I know it's been a long night for you, you don't understand. What I'm saying is, I just want to congratulate Sister Chang on her perpetual vows. I have wished that she remember all these memories, have a great night, and that a lot of God blessing will be blessed down upon her. Our youth group will continue to pray for her in her journey that she will dedicate to Jesus. And so that just so you can understand what we're saying. So, Ben Chung Kong. Cũng không có gì nhiều để tặng cho các sơ, nhưng mà có một cái băng reo vui để tặng cho các sơ. Mời cha, hai cha và các sơ lắng nghe. Em thương, em thương. Thương ai, thương ai? Em thương cha chị. Tại sao, tại sao? Tại cha chị rất là lý trí. Em thương, ờ. Father Alfonso. Tell me why. Because Father Alfonso is a good role model. Em thương, em thương. Good night. Em thương sư Phương. Tại sao? Tại sư Phương rất là dễ thương. Em thương, em thương. Em thương sơ hồng. Tại sao? Tại sơ hồng rất là mơ mộng. Em thương, em thương. Em thương sơ dung. Tại sao? Tại sơ dung rất là kiên trung. Chẳng khôn cùng hồng ơi.
cũng cả cuộc đời con thương ngắn ơn trời. Hai bốn Yeah.
đồ chánh sư giáo sư Thánh Giuse, kính chào anh Phong Sô và thầy Sáu Đăng Minh, cùng quý ông bà cô bác anh chị em trong giáo xứ. Con xin thay lời cho toàn thể hội dòng Bến Thánh Giá cám ơn, cách riêng cho chị Maria Trang mừng lễ hôm nay, bày tỏ tâm tình cảm tạ tri ân của chúng con. Trong niềm vui hồng ân thánh hiến, chúng con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ vì tình thương Ngài tuôn đổ trên hội dòng chúng con. Đặc biệt, hôm nay Chúa đã kết ước với chị em chúng con bằng giao ước thánh hiến. Đây là hồng ân cao quý mà Thiên Chúa ban tặng để chúng con thêm hăng say tiến bước dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội theo đặc sủng của hội dòng. Kính cha chánh xứ Phêrô, hội dòng chúng con hết lòng biết ơn cha vì tình thương mến hội dòng. Cha đã đón nhận chị em chúng con đến sống và làm việc tại giáo xứ của cha. Mặc dù với trọng trách cha chính xứ của hơn 5.000 giáo dân, cha bận rất là nhiều việc nhưng vẫn luôn quan tâm, yêu thương, đồng hành và hướng dẫn chị em chúng con trong ơn gọi thánh hiến cũng như trong sứ mạng loan báo tin mừng. Lúc đầu chị em chúng con không khỏi bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự tận tâm hướng dẫn, trợ giúp của cha, chúng con dần dần vững tin hơn trong công tác mục vụ cũng như việc tu học. Đặc biệt, trong thánh lễ sáng nay, cha đã thay thế đứng bản quyền giáo phận Vĩnh Long, nhận lời khấn của chị em chúng con. Những lời của cha trong bài giảng thật là sâu sắc và ý nghĩa, là món quà thiêng liêng quý giá giúp chị em chúng con hăng say dấn thân trên con đường dân hiến và thực thi sứ mạng của mình, đặc biệt là đời sống dân hiến của chúng con. Kính thưa cha, để có bữa tiệc ấm áp tràn đầy yêu thương như tối hôm nay, thời gian qua cha đã vất vả sắp xếp mọi việc, quan tâm từng chi tiết nhỏ để chuẩn bị tốt cho buổi tiệc. Chúng con luôn ghi khắc tình thương và công ơn của cha. Xin Chúa ban cho cha được nhiều sức khỏe, sự khôn ngoan và ơn thánh thần để cha luôn là vị mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha Alfonso, thầy Sáu Đa Minh, sự hiện diện của cha và thầy là thêm niềm vui cho chúng con. Hội dòng chúng con xin chân thành cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý hội đoàn, ca đoàn, quý đoàn thể ban ngành cùng tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị em trong Giáo xứ Thánh Giuse. Vì tâm tình quý mến hội dòng chúng con, quý vị đã đón nhận chị em chúng con hiện diện và phục vụ tại giáo xứ này. Hội dòng chúng con vô cùng trân quý và biết ơn. Sự hiện diện của quý vị trong bữa tiệc vui tối nay giúp chúng con xác tín tình yêu thương của quý vị dành cho chị em chúng con. Chúng con xin ghi nhớ và hết lòng tri ân. Để có bữa tiệc đông đầy niềm vui và trang trọng trong đêm hôm nay, con biết rất là nhiều người đã quảng đại hy sinh, chung tay góp sức với cha xứ Phêrô. Hội dòng chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ, phụ trách khâu ẩm thực, và quý ông bà cô bác trong ban ẩm thực đã rất vất vả chuẩn bị những món ăn rất công phu và chu đáo. Chúng con xin hết lòng tri ân ông bà Chủ tịch và ban ẩm thực. Chúng con xin chân thành cảm ơn anh chị Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn và chị Nguyễn Thanh Hằng đã phụ trách tiếp tân và trang trí phòng tiệc. Cảm ơn chị Thu Phan đã cắm những bình hoa thật tươi đẹp, góp phần cho buổi tiệc hôm nay thật trang trọng và đáng ghi nhớ. Để buổi họp mặt hôm nay thêm nhiều niềm vui và sinh động, hội dòng chúng con xin chân thành tri ân anh Trần Nam Phong, phụ trách âm thanh, ánh sáng và MC cho chương trình. Và làm cho con khóc nữa. Hội đồng chúng con xin hết lòng tri ân chú Xuân Nguyễn
và cô Phạm Bạch Phiên đã ghi lại những đoạn phim ý nghĩa và những hình ảnh đẹp của buổi họp mặt hôm nay. Hội dòng chúng con xin ghi nhớ tất cả những đóng góp quý báu của bà, cô, bác, anh, chị, em. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều sức khỏe và muôn phúc lành xuống cho tất cả quý vị. Kính chúc tất cả quý vị và gia quyến được hồn an sát khỏe và thành công trong cuộc sống. Kính cha Sứ Phêrô và quý ông bà, cô, bác, anh, chị, em rất quý mến. Trong bầu khí ngập tràn niềm vui này, chúng con xác tín rằng tất cả là hồng ân của Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa và khắc ghi ân tình của cha và quý cộng đoàn dành cho chị em chúng con. Tuy sống xa nhà dòng, nhưng chị em chúng con cảm nhận được sự ấm áp nhờ bao bọc chở che của cha và của quý ông bà, cô bác, anh chị em ở đây. Nhà dòng chúng con rất an tâm gửi gắm chị em chúng con sống trong bầu khí gia đình giáo xứ này. Kính mong cha tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn chị em chúng con trong công việc cũng như trong đời sống thánh hiến. Xin quý ông bà, cô bác, anh chị em tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho chị em chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân từ trả công bội hậu cho cha và tất cả quý vị. Xin Ngài tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên cha và tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị em trong giáo xứ Thánh Giuse này. Con muốn chia sẻ một chút về công việc, những hoạt động của gia dòng chúng con á. Mặc dù trong hồi sáng trong thánh lễ là ông chánh xứ hả đã có nói một chút về nhà dòng chúng con rồi, số nhân sự, số nhân sự khấn trọn, rồi đệ tử nhà tập rồi đã nói rồi. Bây giờ con xin thêm một chút những cái hoạt động của nhà dòng chúng con. Thì chúng con, hội dòng chúng con thuộc giáo phận Vĩnh Long, chúng con phục vụ 132 giáo điểm như là sáng đã nói. Nhưng mà tất cả những giáo điểm của chúng con phục vụ đa số là những vùng nông thôn nghèo của ba tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long và một phần của tỉnh Đồng Tháp. Đó là những nơi chúng con phục vụ là vùng nông thôn và xa thành phố và xa tỉnh thành. Nên là đời sống của chị em chúng con rất là gần gũi với người dân nghèo. Thì trong công việc của chúng con là phụ giúp với cha chánh xứ trong việc là một vụ giáo xứ đàn hát ca đòn. Ở dưới vùng quê tụi con thì đa số ca đòn là các dì con phụ trách, ca đòn lớn, ca đòn thường là kêu vậy, tức là các dì con các nơi tụi con phục vụ thường là có hai dì, thì dì lớn phụ trách ca đòn lớn, dì nhỏ phụ trách ca đòn nhỏ, tức là tụi con chia ra như vậy. Rồi cắm khoa, dạy giáo lý, sinh hoạt với trẻ, thiếu nhi, tất cả đều là các dì tụi con phụ trách. Nó cái mô hình nó sẽ khác với bên Mỹ. Con thấy là con nghe sư Phương chia sẻ là chị này chị kia cắm hoa dạy giáo lý hay tất cả, còn ở bên Việt Nam chúng con là các dì con phụ trách là chính. Dạ, đó là công việc mục vụ giáo xứ của chúng con. Bên cạnh đó thì chúng con làm việc ở những nơi nghèo, nên là tụi con rất là gần gũi với người dân nghèo. Tụi con biết được những cái hoàn cảnh nào khó khăn thì tụi con giúp đỡ. Nhưng mà chúng con thì như cha với ông bà biết là chúng con á có tấm lòng, chứ mà về vật chất thì chúng con không có, nên chúng con cũng nhờ giúp đỡ, nhờ kêu gọi ân nhân rồi giúp đỡ chúng con để giúp cho người nghèo. Thì nói chung là chúng con gặp hoàn cảnh nào thì chúng con giúp, chẳng hạn như người già neo đơn, trẻ mồ côi, người phong cùi, người khuyết tật, rồi trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. Tại vì vùng quê chúng con là đa số thiếu nữ, không được học nên là lớn lên là đi lên thành phố, những tỉnh thành để tìm việc làm. Mà nơi đó là có nhiều cạm bẫy, thì những người phụ nữ đó thường là bị gạt vào những cái chỗ mại dâm và là thường lây những cái chứng bệnh, nhất là bị HIV/AIDS. Rồi một thời gian làm việc
Thì khi mà biết được mình bệnh đó, thì là cũng đến giai đoạn cuối rồi. Thì là các ba mẹ đó đều chết và để lại những đứa trẻ mà do có khi là lỗi lầm, có khi là những cái cô gái làm gái sanh con rồi bị HIV chết, để lại những đứa trẻ. Thì tụi con là những người mà chăm sóc các em đó. Chúng con thì không có nơi để cho các em ở, nhưng mà chúng con nhờ ông bà hoặc là người thân của các em chăm sóc cho các em. Còn chúng con là hỗ trợ về phần lương thực. Đó là chúng con cho, giúp đỡ cho những người HIV. Bên cạnh đó thì chúng con cũng nói chung là chúng con gặp hoàn cảnh nào thì giúp hoàn cảnh đó. Chẳng hạn như các em học sinh nghèo không được đến trường, tụi con giúp cho các em có học phí hay là những cái phương tiện như xe đạp, tập bút sách vở để các em đến trường. Quý ông bà biết là ở Việt Nam mình còn rất là nhiều cái ngôi nhà lá sụp xệ, nền đất rất là dơ, nhất là ở những nơi mà nước ngập. Thì chúng con cũng kêu gọi ân nhân để giúp cho các gia đình nghèo đó những ngôi nhà khang trang hơn, có nơi để cho các em nhỏ ở và học hành. Các em rất là tội nghiệp. Có khi cất được cái nhà, đi tới đâu em cũng khoe, đi dọc đường đấy, ê, nhà em mới có nhà mới nha. Thì đó, nói chung là các em rất là mừng khi mà được ngôi nhà không có phải là khang trang, không có đẹp, nhưng mà tụi con cố gắng là mình xây cái nền đất, cái nền xi măng, có thể là lót nền hoặc là xây những cái vách tường rồi mái tôn, là đơn sơ thôi, nhưng mà gia đình họ rất là mừng. Bởi vì quý bà biết là khi mà đi làm ở dưới vùng quê á, đi làm mướn hàng ngày ăn là còn không đủ, nên là để dành mấy chục triệu để cất ngôi nhà thì rất là khó khăn đối với họ, nên là họ rất là mừng khi mình xây cho họ được ngôi nhà. Rồi còn những người khuyết tật hay là những người bệnh tật không còn khả năng lao động nữa thì chúng con giúp gạo cho họ. Nói chung là họ gặp hoàn cảnh nào thì chúng con giúp hoàn cảnh đó. Là công việc của chúng con thì Hà vẫn làm. Thì trong cái phần cha có gửi thư để mời quý ông bà, cô bác dự cái buổi lễ khấn của dì Trang và bữa tiệc hôm nay, cha cũng có kêu gọi đóng góp. Thì chúng con xin cảm ơn quý ông bà rất là nhiều đã đóng góp để cho hội đồng chúng con có điều kiện để lo cho những người nghèo. Bên cạnh đó thì tại nhà mẹ của hội đồng chúng con đang chăm sóc khoảng 40 sơ đã lớn tuổi, sau một thời gian dài phục vụ thì mấy sơ trở về nhà mẹ để nghỉ dưỡng. Công việc chính của sơ là chỉ cầu nguyện cho quý ân nhân và cầu nguyện cho hội dòng. Thì chúng con hiện tại cũng đang chăm sóc khoảng 40 sơ lớn tuổi, và cái ngôi nhà kế bên nữa là cho các cụ già neo đơn. Các cụ già thì không có gia đình, từ đó giờ không lập gia đình, sống cũng một cuộc sống rất là nghèo, rồi đến lúc già lớn tuổi không ai chăm sóc thì chúng con đưa về nhà dòng để chăm sóc. Chúng con chăm sóc rồi nuôi dưỡng y như một sơ khu dưỡng nhà dòng, chúng con được chăm sóc y tế rồi dinh dưỡng giống như vậy cho đến khi các cụ qua đời, chúng con cũng mai táng, rồi nói chung là lo như các sơ khu dưỡng trong nhà dòng chúng con. Hiện tại chúng con nuôi khoảng 20 bà. Dạ, thì tất cả những đóng góp của quý ông bà cô bác hôm nay chúng con đem về để giúp cho các sơ dưỡng nhà những người nghèo, các cụ già ở quê nhà. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã khởi xướng lên, và quý ông bà cô bác ở đây con biết đã ủng hộ chúng con. Chúng con xin thay mặt cho hội đồng cảm ơn quý ông bà rất là nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hội cho quý ông bà. Và một lần nữa, hội dòng chúng con xin chân thành tri ân cha Phêrô, cha Alfonso, thầy giáo Đông Minh cùng tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị em, giáo xứ Thánh Giuse. Con xin chân thành. Thank you.
Chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse, Father Alfonso, quý sơ, thầy giáo, quý ông bà và anh chị em, con cảm nhận một ngày hôm nay là một ngày rất vui, đầy xúc động và rất là biết ơn khi con nhận được tình thương của Chúa qua cha, qua quý ông bà và anh chị em. Trước hết, con cũng xin cảm ơn Chúa. Chúa đã thương gìn giữ ơn gọi của con cho đến ngày hôm nay. Và để con chính thức thuộc về gia đình hội dòng Bến Thánh Giá Cái Mơ, thuộc về Chúa. Với bản tính con người, con còn rất nhiều yếu đuối. Xin cha Father Alfonso, thầy giáo, quý sơ và quý ông bà và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho con trong một giai đoạn mới, một bước mới của đời thánh hiến. Đây là một ngày hồng ân, một ngày đặc biệt đối với giáo xứ Thánh Giuse, bởi vì cái lễ khấn nó được tổ chức tại nơi nguyện đường giáo xứ Thánh Giuse. Và đặc biệt đối với bản thân con là một ngày vĩnh khấn, mà khấn một mình nữa. Đặc biệt hơn nữa, trong thánh lễ sáng nay cũng như trong buổi tiệc này, con tìm mà không thấy, con nhìn mà không gặp. Mẹ của con, anh chị em của con, làm cho con nhớ tới lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Marco. Khi Chúa Giêsu ngồi giữa đám đông, thì có người tới hỏi Chúa Giêsu, thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang tìm thầy ở ngoài. Chúa Giêsu hỏi: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Chúa Giêsu nhìn đám đông và nói: ai thi hành ý của cha ta đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em và là mẹ tôi. Con thiết nghĩ một điều, ông bà và anh chị em cũng thắc mắc: mẹ của sơ đâu, anh em của sơ đâu? Thưa, con xin trả lời, mẹ của con, anh chị em của con, đó chính là sự hiện diện của cha Phêrô. Và của quý ông bà và anh chị em trong thánh lễ sáng nay và trong buổi tiệc hôm nay. Đó là nguồn an ủi lớn nhất trong chính bản thân con. Con tin rằng qua màn ảnh trực tuyến nhỏ, gia đình hội dòng Bến Thánh Giá Cái Mơ cũng như mẹ con và những người thân yêu của con cũng cảm nhận được cái tình thương, niềm vui và lòng biết ơn mà cha và quý ông bà và anh chị em đã dành cho con trong thánh lễ sáng nay và trong buổi tiệc này.
Nguyện xin Chúa tuôn muôn phúc lành xuống trên cha Phêrô. Thầy giáo, quý sơ, quý ông bà và anh chị em, và xin Chúa chúc lành cho đại gia đình giáo xứ Thánh Giuse. Dạ, con xin hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.